để em tặng người yêu cũ em. Biết đâu bà mê mẩn rồi bà bỏ người yêu mới, bà theo em sao? Quý, giữ thằng Kiệt lại cho chị. Gì vậy chị? Đi. Làm cái gì mà mày xả gác tùm lum ở trong cửa hàng hết trơn vậy Kiệt? Là chiều nay em có hẹn đi chơi với bạn á. Mày không phân vân là không biết có nên đi hay không. Ủa? Sao lại phân vân? Hay là trong nhóm nó có người yêu cũ của anh? Từ nay duyên kia bỏ lại phía sau. Ngày và bóng tối chẳng còn khác nhau. Sao em? Kiệt, bình tĩnh. Em nó có nói gì sai á thì từ từ dạy bảo em nó. Sao em nói đúng quá vậy? Người yêu cũ thôi mà. Đi đi cho chị, không gì đâu. Không được đâu chị. Tại cái bạn đó, người yêu cũ em rồi đi chung với người yêu mới nữa, nên em ngại lắm. Với lại từ đó giờ em lo cống hiến hết mình cho cửa hàng của mình, phục vụ tận tâm cho tinh dầu nước hoa của mình, nên là em cô đơn tới giờ chứ bộ. Giặt mày đều. Quý, lấy chai tư eo 01 ra đây cho chị. Đây. Sao chị không xịt em tinh dầu nước hoa nam mà lại xịt chai nữ vậy? Mày bở mày ngu ngốc. Xịt mùi nữ mới đúng. Người ta tưởng tao cái mùi của người yêu mới mày. Biết không? Ôi, một mùi hương của một người phụ nữ, nữ tính, sang trọng với phong cách mượt mà. Với trọng tâm là hoa hồng, quả vải với các nốt hoa vệ tinh. Tuyệt vời. Ê chị, không lẽ chị cho em nguyên chai được không chị? Chị? Để em tặng người yêu cũ em. Biết đâu bà mê mẩn rồi bà bỏ người yêu mới, bà theo em sao? Quý, giữ thằng Kiệt lại cho chị. Gì vậy chị? Chị phải thanh trần cái não mày mới được. Người ta lấy khăn lau mặt làm vẽ lau bàn, chứ không có ai lấy vẽ lau bàn làm khăn lau mặt cả. Mình không